đại ca nàng. Các con vừa được nghe bài hát gì nào? À đúng rồi, nó là bài hát Kìa con bướm vàng. Và hôm nay cô Ly sẽ hướng dẫn các con cùng làm con bướm nhé. Để làm được con bướm thì cô cần các nguyên vật liệu như sau. Cô có miếng giấy màu gì đây các con? Màu vàng hình gì các con nhỉ? À, đó là miếng giấy màu vàng hình vuông nha các con. Cô sẽ chọn miếng giấy màu vàng hình vuông để làm cánh bướm to nhé. Và tiếp theo, cô sẽ chọn miếng giấy màu gì đấy nhỉ? À đúng rồi, màu đỏ nè. Màu đỏ, cô sẽ làm cánh bướm nhỏ các con nhé. Và một băng giấy màu xanh để cô làm rau bướm. Băng giấy màu tím ngắn hơn, cô sẽ làm bụng bướm. Băng keo hai mặt, kéo cắt, bút chì và rổ để tí nữa chúng mình định rác các con nhé. Trước hết cô đặt miếng giấy màu vàng lên bàn. Các con cùng quan sát xem hình vuông này có mấy góc các con nhỉ? 1, 2, 3, 4. Bây giờ cô Ly sẽ chọn một góc để cô Ly gấp nhé. Bây giờ cô sẽ gấp từ góc này. Sau đó cô sẽ lật ngược lại. Tiếp tục cô Ly lại lật ngược lên. Chú ý khi gấp thì các con nhớ dùng tay để miết và gửi cho thẳng hàng nhé. To rồi nè. Và bây giờ cô Ly sẽ tiếp tục gấp cánh bướm nhỏ nhé các bạn. Cô sẽ gấp tương tự như cánh bướm to lúc nãy nhé. Để dán hai cánh bướm lại với nhau, cô sẽ cắt một đoạn keo. Và cô sẽ dán ở phần chính giữa. Cô bóc cái băng giấy màu trắng ra và bỏ vào rổ đựng rác. Sau đó cô đặt chồng lên. Cô lại cắt một đoạn tiếp theo để dán vào phần bụng. Bây giờ cô sẽ bóc băng giấy ra và bỏ vào rổ đựng rác nhé các con. Và cô đã tạo được thân con bướm rồi nè. Bây giờ cô sẽ tạo cái râu của con bướm. Thì cô sẽ chọn một băng giấy màu xanh dài. Cô sẽ đặt chồng lên đây. Sau đó cô lại chọn băng giấy màu tím để quấn quanh để tạo bụng của con bướm nhé. Tiếp theo cô sẽ dùng tay mở các nếp gấp để tạo cánh bướm.
Để tạo được râu cho con bướm thì cô Ly sẽ dùng cái bút chì. Cô Ly sẽ vuốt vào trong. Cô Ly đã gấp xong hình con bướm rồi nè. Các con nhìn thấy con bướm có xinh không? Cô Ly đã gấp được rất là nhiều con bướm. Các con nhìn thấy có xinh không nào? Các con có thể gấp nhiều, thật là nhiều con bướm với những màu sắc khác nhau. Bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt các con.